Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua chuyên mục Đối thoại mỗi ngày đã có một số buổi trò chuyện về các vấn đề phát hiện ung thư sớm hay là cảnh tỉnh trước những tin đồn, những thông tin không đúng về bệnh ung thư. Và hôm nay bác sĩ Nguyễn Chất Hùng sẽ trở lại để trò chuyện với quý vị quanh một đề tài mà chúng tôi tin là rất nhiều khán giả hiện nay đang quan tâm, đó là những tiến bộ của Việt Nam hiện nay trong điều trị bệnh ung thư. Ở nước phát triển, ung thư được chữa khỏi lên đến 70% tổng số người mắc bệnh, nên ung thư không phải án tử hình. Tuy nhiên ở Việt Nam, 80% người bệnh đến bệnh viện phát hiện ra bệnh là trong giai đoạn 3 hoặc giai đoạn cuối, nên ung thư trở nên khó điều trị. Hiện nay tại Việt Nam, hầu hết các kỹ thuật hiện đại trên thế giới đã đang và sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Trong điều trị thì có 3 yếu tố chính. Phẫu thuật thường có xu hướng thu nhỏ phạm vi khối u. Xạ trị cũng có nhiều phương pháp mới cho phép các tia phóng xạ đi thẳng vào khối u, giảm thiểu tối đa các tia chiếu vào bộ phận khác trên cơ thể. Và nhiều biện pháp khác, thuốc men và các loại hóa chất mới cũng góp phần đáng kể nâng cao khả năng chữa khỏi ung thư, kể cả những loại ung thư có tiên lượng xấu như ung thư phổi. Thì trước tiên là xin bác sĩ có thể đánh giá một số những cái ung thư phổ biến đã được phát hiện ở Việt Nam và cái khả năng chúng ta có thể phát hiện và điều trị được là những cái loại nào? Trong vòng 30 năm nay tôi theo dõi vấn đề ha, thì tôi thấy là chúng ta lần chúng ta bắt kịp những cái tiến bộ của nước ngoài. Tại ở nước ta đây, các phương tiện để đoán ra bệnh đó gọi là chẩn đoán định bệnh đó, thì bây giờ cũng tiến bộ lắm. Gần như những phương tiện của nước ngoài chúng ta có đây. Tôi nói thí dụ như giờ, bà con thấy không? Dùng cái siêu âm rồi khắp cả người để tìm cái lạ, mà đến nỗi dùng siêu âm mà có định chẩn định được cái bệnh tim để có thể thông tim, hay lắm. Siêu âm dùng một cái cục, dùng cái siêu âm rà nhỏ, thấy cái cổ có một cục nhỏ nghi ngờ, chích thử có thể biết được trị sớm triệt tốt cái tuyến giáp. Còn những bệnh khác thì chúng ta có máy gọi là CT hay có máy gọi là cộng hưởng từ MRI, thấy bên trong, rồi cái ống soi mà đưa từ ngoài vào, gọi ống soi mềm vô miệng tới cái phổi, vô miệng qua bao tử, như là con mắt mình nó dài ra vậy ha. Thì tôi gom chung, trời ơi, bây giờ thầy thuốc như có mắt thật, chứ đừng có tưởng là mập mờ gì hết. Và đối với ung thư thì là nó giúp đỡ nhiều lắm. Tới mức sao nữa, tiến bộ nó là gì? Tế bào ung thư, bây giờ người ta biết nó có những cái gen nó bị thay đổi. Giờ thử biết được cái gen đó thay đổi để dùng mà điều trị thì dùng trị. Vậy thì sao? Mất thần với gì nữa? Thì nói chung vậy để bà con tin tưởng. Giờ tới thứ nhì là sao? Biết vậy rõ rồi đó thì điều trị. Giờ người ta áp dụng 4 cái thứ: lưỡi dao mổ, tia phóng xạ, cái thuốc ung thư và cái liệu pháp nhóm chúng đó phối hợp nhau. Tùy lúc đúng cách với kết quả nó khác hồi xưa lắm. Giờ tôi lấy thí dụ thêm, ung thư vú, người ta sợ đi, nếu mà hơi trễ phải cắt, người bệnh thức dậy có thể có cái mới là đoạn nhũ, là cắt tuyến vú tái tạo tức thì, hay không? Còn không, nó nhỏ, người ta lấy không lấy trọn, không lấy tuyến vú nữa, lấy phần thôi, có tia phóng xạ vô, cái phương pháp, cái thuốc khác, cái khác, ung thư cái tuyến giáp trạng nhỏ xíu, trị mổ, xong đó có cái gọi là chất phóng xạ vô, người ta nói tốt thì 95% trị thật là tốt. Mà ung thư cổ tử cung bây giờ phát hiện sớm được thì giờ máy móc đưa cái chất phóng xạ vào trong tử cung. Hồi trước 5 ngày nằm trong phòng chị, bây giờ 10 phút ra về mà kết quả 90% ở giai đoạn sớm tốt. Ung thư vú phụ nữ, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp trạng, ung thư ruột già cũng là loại phát hiện sớm, trị tốt bằng cách mổ và thuốc. Nhưng mà có những ung thư khác, ung thư phổi thường gặp lắm, mà do hút thuốc lá, mà thường nó trễ. Nhưng mà nếu biết sớm thì mổ nó tốt. Còn trễ thì bây giờ có những thuốc mới giúp đỡ. Nhưng mà nên nhớ, đây là loại ung thư có thể phòng ngừa được. Thứ hai, ung thư gan khó biết lắm. Hiện giờ cũng nhiều phương pháp để điều trị giúp đỡ, nhưng mà không thiệt là tốt như ung thư vú, ung thư cổ không. Nhưng mà đây là ung thư ngừa được. Vậy là trong phần trình bày vừa rồi thì hy vọng quý vị khán giả cũng đã cảm thấy yên tâm hơn khi bác sĩ Nguyễn Chất Hùng mới liệt kê ra một loạt những cái căn bệnh ung thư và những cái cách thức mà hiện nay ở Việt Nam đang áp dụng để có thể là chẩn đoán cũng như là điều trị bước đầu. Thì bằng ấy năm mà là gọi là sống bên cạnh với những người bị ung thư, thì hiện nay trên cơ sở những cái tiến bộ khoa học như vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một vài những cái con số nó liên quan đến cái việc là những cái loại ung thư nào đang là phổ biến ở Việt Nam hiện nay, cái tỷ lệ tử vong cao nhất thường rơi vào cái bệnh ung thư nào, để từ đó thấy rằng những khuyến cáo của bác sĩ là hoàn toàn hợp lý. Cái này thì dễ nói. Hồi trước không có dễ đâu.
Nhưng mà giờ với cái thống kê cả thế giới cùng với chúng ta thì đàn ông là cái ung thư thường gặp nhất là ung thư gan và phổi. Khoảng 40 người đàn ông mới mắc trên 100.000 người mỗi năm, đồng số cao lắm đó, sắp xỉ phổi cũng vậy, do hai thứ nguyên nhân, cái là viêm gan, cái là thuốc lá nhiều nhất và gây tử vong nhiều nhất. Cái ung thư nữa là ung thư dạ dày hay là bao tử ha, thì là đứng hàng thứ ba. Ung thư ruột đó thì khoảng 20 người trên 100.000 người đàn ông mới mắc. Nhưng mà ung thư này thì có thể trị tốt hơn các loại ung thư kia. Có một điều là như thế này, nữ thì là ung thư vú thường gặp nhất, hiện nay khoảng chừng 20-25 người tỉnh, thay đổi tùy nơi, phụ nữ mới mắc trong một năm, còn thua xa ung thư gan của đàn ông. Rồi ung thư cổ tử cung thì hồi xưa chừng 30 người trên 100 người mới mắc, trên 100.000 người mới mắc ha, thì bây giờ còn có 15 thôi. Mừng lắm, tôi muốn nói bà con đó, là nhờ khám phụ khoa đều đặn, là thử tế bào, bây giờ có vaccine, ung thư khó nhất giờ giảm xuống ha, tử vong giảm xuống. Nhưng mà tính chung vậy á, mỗi năm thì khoảng 150.000 người mới mắc bệnh ung thư chung hết, mà cái số người tử vong thì phân nửa số đó, khoảng 70-80.000 người. Nhưng không có nghĩa là người bao nhiêu bị rồi mấy người đó mới bị mà chết, không phải, tích lũy từ trước rồi tới năm đó thì mới tử vong. Con số nó như vậy. Người ta nhìn ung thư bức tranh đen tối, không phải, với cái tiến bộ khoa học y học hiện nay thì người ta đang vẽ ra một bức tranh về phòng chống ung thư dưới gam màu ngày càng tươi sáng hơn. Và chót hết muốn gửi gắm bà con một điều: nâng niu thuốc quý, trời cho ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui. Vâng, thưa quý vị, ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui, có lẽ những gì mà bác sĩ Nguyễn Chất Hùng chia sẻ cũng chính là những gì mà chúng ta cần phải làm nhất, không chỉ để đối phó với ung thư mà là để quan trọng nhất là cho một cơ thể khỏe mạnh. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Chân Hùng rất nhiều về loạt chương trình liên quan đến ung thư vừa qua. Hy vọng là quý vị đã có thêm rất nhiều những kiến thức để có thể phòng và tránh ung thư. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Hẹn gặp lại quý vị trên chuyên mục này ngày mai.